Uh, có một câu hỏi nữa là dấu hiệu mà cơ thể bạn đang bị thiếu canxi cần bổ sung ngay và thì uh, dấu hiệu mà thiếu canxi ấy, thông thường thì nó sẽ có biểu hiện là mình hay bị uh, tê tê bì ở các cái đầu xương hoặc là uh, toàn thân nhưng mà nó cảm giác của nó là ở trong xương nhưng nó không phải là ở đau ngoài da hoặc là đau phần mềm cái này thì ai mà bị tê thực thực sự là bác sĩ cũng chưa bị tê, cũng chưa bị thiếu canxi. Thế là cũng không không có thể không mô tả được nó đúng nhiều lắm bởi cái cái bệnh lý này thì nó khi nó thiếu thì nó hay xuất hiện sau những cái bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp thì nó biểu hiện rất là rõ. Chứ còn thì ở những cái người bình thường mới thiếu canxi thì uh, chủ yếu là do lão hóa do già rồi do mãn kinh, đặc biệt là sau khi mãn kinh, thì cơ thể của các bạn sẽ bị thiếu canxi. Nên là đương nhiên bởi vì sau khi mãn kinh thì các màng xương nó bị tiêu đi, nó không còn cái màng nuôi xương nữa. Nên là cái người, người, người những người phụ nữ mà sau khi mãn kinh là sẽ họ sẽ có biểu hiện thiếu canxi rất là nhiều, xương nó sốt mà nó, rồi thì, uh, xét nghiệm máu thì, xét thường xét nghiệm máu nó không ra đâu, bởi vì khi cơ thể nó có biểu hiện thiếu canxi Thì nó nó sẽ lấy từ trong xương ra Nó lấy từ trong xương ra nên là ở trong máu các bạn xét nghiệm nó vẫn đủ Nhưng bản thân thì xương nó càng ngày càng sốt Nó dễ gãy nên Các bạn thấy người già thì Chỉ cần trượt chân ngã cái là gãy cổ xương đùi là vì thế Ngã cái là gãy, cứ ngã cái là gãy nên Người nó rất là giòn, xương nó rất là giòn Thế nên là Ờ, để mà biểu hiện thiếu canxi thực sự thì uh, nó cũng khó, chủ yếu là tê bì thôi. Còn nó rất ít khi mà cái người mà không mổ tuyến giáp mà nó lại bị co quắp trên tay là nó rất là ít. Thế nên là các bạn đến tuổi thì các bạn nên chủ động bổ sung canxi hoặc là sử dụng những cái thực đơn mà nó tăng cường cái hàm lượng canxi trong các cái bữa ăn hàng ngày. Thì đấy là cái cái mà lưu ý thì khi các bạn bổ sung canxi. Và đặc biệt là nếu mà các bạn mà cảm giác như các bạn không hiểu biết gì về những cái thực đơn mà chứa canxi thì các bạn nên uống canxi bổ sung và kết hợp vitamin D. Đương nhiên các bạn nên lựa chọn canxi hữu cơ thì nó dễ hấp thu hơn và đào thải tốt hơn, đừng chọn canxi vô cơ vì canxi vô cơ thì nó lại hấp thu rồi nó lại đào thải nó lại lắng cặn nó lại thành sỏi thận khỏi mật rồi các loại sỏi trong cơ thể thì đấy là cái mà câu hỏi mà cái trả lời của câu hỏi này